Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, VFF và huấn luyện viên Park họp đột xuất vì tương lai bóng đá Việt Nam. Tình hình căng thẳng hiện tại khiến VFF và VPF, huấn luyện viên Park Hang-seo tổ chức buổi họp bất thường nhằm thảo luận các chiến lược đề ra. Tình hình dịch bệnh leo thang khiến mọi công tác chuẩn bị kế hoạch đội tuyển quốc gia lẫn giải vô địch quốc gia phải thay đổi. Vì điều này mà ngày mai, ngày 19 tháng 3, VFF, VPF và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức buổi họp nhằm thảo luận các vấn đề của bóng đá nước nhà trong thời gian tới. Hai vấn đề lớn trong buổi họp này được nêu ra gồm lịch hoạt động của đội tuyển quốc gia và kế hoạch tổ chức V-League 2020. Đầu tiên là việc các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tháng 3 và tháng 6 thuộc vòng loại World Cup 2022 đều bị hoãn lại. Nhiều khả năng, FIFA sẽ đẩy lịch thi đấu sang tháng 10 và tháng 11. Như vậy, các trận đấu của vòng loại World Cup và AFF Cup 2020 sẽ gối nhau khiến lịch thi đấu trở nên dài đặc. VFF sẽ phải tổ chức dài hơn các vòng đấu của V-League vào các tháng giữa năm để lịch của đội tuyển quốc gia không bị dồn. Cũng trong tháng 6, VFF dự kiến sẽ hội quân đội tuyển quốc gia thi đấu với một đội tuyển mạnh và nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. AFF Cup 2020 vẫn diễn ra bình thường bởi thời gian đến cuối năm vẫn còn khá dài nên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á không có kế hoạch hoãn. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải. Còn giải vô địch quốc gia sẽ tạm hoãn nửa tháng đến đầu tháng 4. Nhưng nếu dịch bệnh tiếp tục căng thẳng, không loại trừ khả năng giải sẽ còn đình trệ thêm thời gian nữa. Với một lịch thi đấu dồn nén từ nay đến cuối năm, VFF, VPF và huấn luyện viên Park phải thống nhất lại kế hoạch, phương án dự phòng để tạo thuận lợi nhất cho tuyển quốc gia Việt Nam trong các giải đấu sẽ góp mặt. Thông tin tiếp theo, Văn Hậu báo tin vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Văn Hậu sẽ tập luyện cùng đồng đội trong ít ngày nữa khi chấn thương của anh đang tiến triển tích cực. Hiện tại, giải vô địch quốc gia Hà Lan đang tạm ngưng đến hết tháng 3 vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, cũng như các câu lạc bộ khác, Heerenveen đang tập luyện mỗi ngày để sẵn sàng khi giải đấu trở lại. Về phía Văn Hậu, cầu thủ người Thái Bình dính chấn thương ở trận đấu của đội dự bị Heerenveen. Dạo gần đây, anh có thể tập nhẹ ở ngoài trời nhưng vẫn phải tập riêng với các giáo án riêng. Mới đây, Hậu tiết lộ đầu gối của anh ổn hơn nhiều, vài ngày nữa Hậu có thể trở lại tập luyện bình thường. Trong sinh hoạt hàng ngày, Văn Hậu đạp xe đi loanh quanh gần nhà. Nếu phải đi xa, anh mới sử dụng ô tô do câu lạc bộ cấp. Trong một clip mới đây đăng trên trang cá nhân, Hậu cho thấy đôi chân mình đã uyển chuyển mượt mà trở lại. Các động tác tâng bóng vô cùng hoàn hảo, chỉ có một cú đá lỗi nhỏ khiến các đồng hồ trên tường vỡ toang. Ở trong nước lúc này, tuyển quốc gia cũng không có sân chơi nào khi vòng loại World Cup 2022 tạm hoãn. Và đến tháng 6, như chia sẻ của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, nếu như dịch lắng xuống, tuyển Việt Nam tập trung trở lại đá giao hữu với một số tuyển quốc tế nào đó. Do là thời điểm FIFA Day nên Hậu được quyền trở lại tuyển Việt Nam. Hiện còn 3 tháng nữa Hậu sẽ kết thúc hợp đồng với Heerenveen nên anh và câu lạc bộ Hà Nội sẽ ngồi lại đàm phán tương lai của cầu thủ này. Rất có thể giai đoạn 2 V-League, người hâm mộ Việt Nam chứng kiến những bước chạy của Hậu trên sân cỏ Việt Nam. Đối thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam nhập tịch chân sút vĩ đại nhất giải đấu là hàng đầu châu Á. Philippines đang giáo rốt tiến hành nhập tịch cho hai ngoại binh, trong đó có một cầu thủ đang nắm giữ thành tích chân sút vĩ đại nhất lịch sử AFC Cup. Thông tin của trang Fox Sports châu Á cho biết Liên đoàn bóng đá Philippines đang chuẩn bị nhập tịch hai ngoại binh nhằm chuẩn bị AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra cuối năm nay. Hai cầu thủ này bao gồm Bienvenido Maranon của Tây Ban Nha và Robert Lopez Mendy của Senegal. Nổi bật trong số này phải kể tới Maranon. Chỉ cách đây ít ngày, anh vừa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử AFC Cup khi giúp đội nhà đánh bại Bali United tỷ số 4-0. Đây là bàn thắng thứ 35 của anh tại giải đấu số 2 châu Á. Maranon và Mendy có nhiều điểm chung trong sự nghiệp của mình. Cả hai cùng 33 tuổi, có nhiều năm cống hiến cho câu lạc bộ Cerret Negros, đội bóng số 1 hiện tại của Philippines. Đây cũng là đối thủ quen thuộc của bóng đá Việt Nam khi tiến ra sân chơi châu lục trong những năm gần đây. Thậm chí Maranon còn vừa đích thân chọc thủng lưới than Quảng Ninh khi hai đội đối đầu nhau thời gian gần đây. Hai cầu thủ nhập tịch này cũng chơi các vị trí trên hàng công. Vậy nên nếu những người làm bóng đá Philippines kỳ vọng có sự góp mặt của Maranon và Mendy giúp gia tăng hỏa lực của đội nhà tại kỳ AFF Cup tới. Ở AFF Cup 2018, Philippines từng bại trận trước tuyển Việt Nam ở lượt 2 trận bán kết vì bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Văn Lâm.
Bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Đông Nam Á đang gặp khủng hoảng vì dịch COVID-19, hàng loạt giải đấu buộc phải tạm hoãn giữa chừng. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết AFF Cup 2020 vẫn diễn ra theo kế hoạch, dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12. Điều này làm cho Liên đoàn bóng đá Philippines thêm quyết tâm theo đuổi chính sách nhập tịch của mình trong khoảng thời gian tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.